Ngay sau khi kết thúc cuộc tranh luận vào tối ngày 10 tháng 9 theo giờ địa phương, chiến dịch tranh cử của Phó tổng thống Kamala Harris kêu gọi một cuộc tranh luận thứ hai với ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump. Tuy nhiên, cựu tổng thống Mỹ tỏ ý không muốn như vậy. Phát biểu trước phóng viên tại phòng họp báo sau trận tranh luận đầu tiên với ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ Harris, ông Trump cho rằng mình không chắc có muốn tham gia cuộc tranh luận thứ hai hay không. Ông Trump cho hay Tôi không biết liệu tôi có muốn tham gia một cuộc tranh luận khác hay không và nhấn mạnh rằng việc bà Harris muốn một cuộc tranh luận nữa vì bà cảm thấy đã thua cuộc trong ngày 10 tháng 9. Trước đây, trong quá trình đàm phán tổ chức cuộc tranh luận vào hôm thứ Ba do so đài ABC tổ chức, cựu Tổng thống Trump đã đặc biệt kêu gọi một cuộc tranh luận trên Fox News. Thậm chí có thời điểm ông còn muốn cuộc tranh luận này thay thế cuộc tranh luận của đài ABC với cáo buộc đài ABC thiên vị. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn nói trên, ông Trump tỏ ý do dự tham gia một cuộc tranh luận thứ hai, ngay cả khi Fox News là bên đứng ra tổ chức. Ngoài đề xuất một cuộc tranh luận vào tháng 10 của đài Fox News, hai chiến dịch tranh cử của hai ứng viên cũng đang cân nhắc về một đề xuất tranh luận khác do đài NBC tổ chức trong tháng 9.